À, cho em xin tên nhỉ? Chị Hà. Chị Hà. Ở đâu chị ơi? Chị ở Hà Thành, thị xã Đức Phổ. Vâng. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày mùng 1 tháng 5. Và rất hạnh của chúng tôi đón chị Hà tại Hà Thạch, thị xã Phú Thọ và về là ký duyệt một bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng bằng chất liệu gỗ hương đá kích thước tay 12. Nhà chị cũng như là hai bác là về là đang xem rồi, cũng như bây là ký duyệt phần mộc để chúng tôi chuẩn bị quá trình hoàn thiện và bàn giao. Bộ ghế này bao gồm có 6 món quý vị nhé, 6 món kích thước tay 12, dáng ghế Tần Thủy Hoàng và toàn bộ phần yếm là yếm liền hết. Mặt bàn là có mặt bàn đục chống đông. Đấy, hai cái đôn này. Còn đôn là ghế dài ký chưa? Chưa, ký hết đôn thì xong rồi. Ngả ra. Ngả ra sau nhé. Để vít ngả lại đây. Đây, hình ảnh chi tiết sản phẩm hương vị đây. Để phần bàn đây. Bên này hai chiếc ghế nhỏ 100% chất liệu gỗ hương, gỗ chọn lọc rất là đẹp và đều màu nhé. Ở đây là địa chỉ của xưởng, xưởng là địa chỉ tại Phúc Cẩm Khê, Phú Thọ. Số điện thoại là 0987 5086 vào website đồ gỗ tùng8.com. ok mọi người nhé.